giằng co với lực lượng chức năng để cố giữ lại chiếc xe lôi. Rồi đến khi nổi nóng, đôi bên còn xô xát với nhau. Những hình ảnh này đang khiến dư luận xôn xao bởi vụ việc xô xát để giằng lấy chiếc xe lôi trong đoạn phim này lại xảy ra giữa lúc toàn thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện chỉ thị 16 năm 2020 về giãn cách xã hội chống Covid-19. Liên quan đến nhóm người xô xát với lực lượng chức năng đang đi làm nhiệm vụ trên đường Lê Đình Cẩn, ngày 11 tháng 7 năm 2021, Công an quận Bình Tân đã tạm giữ hình sự Lê Văn Vũ, 42 tuổi, Lê Văn Ca, 40 tuổi, là em ruột của Vũ, quê ở tỉnh Hậu Giang, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Ngoài ra, công an cũng lấy lời khai, lập hồ sơ với hai con trai và con gái của Vũ để tiếp tục điều tra làm rõ. Theo điều tra, sáng ngày 9 tháng 7 năm 2021, Vũ lái xe lôi đi bán rau tại cầu Ông Búp thuộc phường Tân Tạo, quận Bình Tân. 6 giờ 45 phút cùng ngày, ba cha con Vũ di chuyển đến trước số nhà 266 Lê Đình Cẩn để bán tiếp. Lúc này, tổ công tác tuần tra giám sát xử lý các vi phạm trong công tác phòng chống dịch COVID-19 của Ủy ban nhân dân phường Tân Tạo tới kiểm tra. Phát hiện sai phạm, tổ công tác liền lập biên bản xử lý và tạm giữ phương tiện, nhưng Vũ không chấp hành, có thái độ chống đối. Thời điểm này, Ca là em ruột Vũ chạy xe máy qua, thấy anh trai và cháu đang mâu thuẫn với tổ công tác nên bức xúc lấy điện thoại quay lại. Vũ không chấp hành mệnh lệnh của tổ công tác, nổ máy xe lôi bỏ đi nhưng bị tổ công tác chặn lại, đôi bên xảy ra xô xát. Theo thông tin từ lực lượng chức năng, con trai của Vũ đã kẹp cổ, quật ngã một thành viên của tổ công tác. Vũ tháo mũ bảo hiểm ném trúng một bảo vệ dân phố. Ca cũng tấn công nhưng không trúng ai. Còn con gái của Vũ la lối, cản trở, không để tổ công tác thực hiện nhiệm vụ. Vụ việc gây náo loạn khu vực, sau đó Vũ, Ca và hai người con bỏ lại xe và tháo chạy khỏi hiện trường. Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Bình Tân đã mời tất cả lên làm việc. Vũ cùng người thân đã khai nhận toàn bộ hành vi. Theo cơ quan công an, hai con của Vũ được cho tại ngoại để tiếp tục điều tra. Đáng chú ý, con gái của Vũ sau khi được kiểm tra phát hiện sốt 40 độ. Tại trụ sở công an, Vũ và con trai cùng với Ca tỏ ra ăn năn hối lỗi. Vũ cho hay cả gia đình ba cha con thuê nhà trọ gần đường Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hiện cuộc sống gia đình rất khó khăn. Áp lực mưu sinh và tiền nhà trọ hàng tháng nên buộc phải ra đường kiếm sống. Trong khi đó, Ca cho biết khi xảy ra vụ việc mình chỉ vô tình chạy ngang qua, vào căn ngăn và cầm máy điện thoại quay lại sự việc.